Thưa quý vị, nhằm chung tay hỗ trợ các lực lượng chức năng có thêm đồ bảo hộ an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch ở các điểm nóng, câu lạc bộ ANU Yoga Vũng Tàu đã gửi tặng 800 khẩu trang N95 tới các chốt phòng chống dịch và lực lượng làm nhiệm vụ truy vết tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, xã Bầu Lâm và Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. Tham gia bảo vệ các khu phong tỏa, các chốt kiểm soát phòng chống dịch ở những nơi được coi là vùng đỏ, các lực lượng chức năng luôn phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm rất cao. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, sự chung tay góp sức của mọi cá nhân, tổ chức, đoàn thể hỗ trợ trang thiết bị bảo hộ sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm công tác phòng chống dịch. Đây là việc làm ý nghĩa và cần được tiếp tục lan tỏa.